Đây, vườn anh hùng đang kia. Đây, thăm lại vườn anh hùng ở bên Trơn Thành, Bình Phước. Đây, mới lên tạo mầm. Vừa nãy anh Hùng phun hết 18 phi tạo mầm. Cũng dùng 16-10-10. Mười tám phi anh phun nguyên một đêm. Thì hôm nay mình cũng trả lời câu hỏi của một số anh chị, đó là phun tạo mầm xong thì bao giờ cắt nước. Cái này thì thông thường nó còn tùy cái loại đất của mình nhé, cái đất nó ẩm hay là đất dễ khô. Ví dụ nếu cái đất ẩm thì chúng ta có thể là thì xiết nước sớm hơn một chút, hạn như là còn chút bình thường ấy, thì khi mà mọi người phun tạo mầm lần một xong, vẫn chúng ta vẫn chăm sóc cái cây của mình, chăm sóc cái cây của mình nó đều đặn như bình thường. Đến khi chúng ta phun tạo mầm xong thì phun, ví dụ như anh Hùng phun tối hôm qua thì anh sẽ bật bếp này, anh tưới ẩm hết này, đất rất là ẩm, tưới rồi cách ngày ngày cây sau lại tưới sơ lại, tưới sơ lại rồi rất là hốc cây. Khi phun lên tạo mầm lên một phần nào nó những cái chất mình tạo mầm ấy, nó cũng nóng ấy. Mọi người phun lên xong bắt đầu là chúng ta vẫn tưới sơ lại, tưới sơ lại xong đến khoảng 5-7 ngày sau, tùy cái cơi đọt, ví dụ cái lá chúng ta nó mở lụa mà nó dài quá rồi thì chúng ta phải 5 ngày xong tưới phun lại, không thì khoảng 7 ngày 8 ngày đó chúng ta phun. Sắp xếp công việc của gia đình, không có nhất thiết cứ phải đúng 7 ngày chúng ta phun lại trong cái khoảng đó thôi. Khi mà chúng ta phun lại thì sau lần 2 thì chúng ta sẽ xiết nước lại, chúng ta sẽ tưới sơ lại một lần nữa để những cái gì chúng ta phun, bởi vì khi phun tạo mầm nó rất là kỹ, có nhiều cái nó giọt xuống đất này, nó bám trên lá cây này kia, chúng ta sẽ bật bếp lên sơ lại để cho nó thấm vào cái rễ này, cái rễ nó ăn nó thẩm thấu vào, rồi tiến hành chúng ta xiết nước. Mà nhớ, mọi người nhớ là cái giai đoạn mà chúng ta xiết nước lên ấy, là không để cho cái cây của chúng ta nó mất sức quá nha. Cái trường hợp mà nhiều khi là cô chú anh chị xiết nước xong là cứ để cho nó khô cong vậy, xong cái cây của chúng ta nó xào lá, nó rụng lá ha. Rụng lá nhiều khi cái lá chết cả cái cành nhỏ luôn. Chúng ta thấy mà đất nó khô, cây nó biểu hiện buổi sáng nó còn tỉnh tỉnh, buổi trưa bắt đầu nhìn thấy nó rũ rượi rồi, chúng ta phải tưới sơ buổi chiều mát. Đó, chúng ta tưới sơ lại sáng sớm, chúng ta bật bếp chúng ta tưới sơ lại cho cây đấy, mà không tưới sốc, không tưới đang nắng chang chang, mọi người không tưới sốc lại nhá. Thì đấy, thì đó là cái chuyện mà mình chúng ta tưới nước. Còn thực sự là mỗi nhà nó mỗi khác, còn điều kiện là cái vùng đó có cái này cái kia. Thì để mà chúng ta phun tạo mầm thì có rất nhiều cách để chúng ta phun tạo mầm, phun này phun nọ ha. Thì mọi người có thể là hỏi gì thì cứ kết bạn Zalo, nhắn tin, chúng ta cùng bàn bạc sao cho nó hợp lý cho từng cái đất, từng cái vườn. Đây. Thời điểm này năm ngoái thì vườn này là các bạn thấy là nó bị xì mủ rồi, anh Hùng phải cứu chữa rất là mệt mỏi, nhưng đến bây giờ thì mình thấy là nó cũng càng ngày càng nó đã khỏe lên rồi, bộ lá năm nay cũng sung mãn này, nhìn không, theo dõi kênh của mình hay đưa cái vườn này thì vì vườn này nó rất đẹp, này, dễ này. Đó, thân cây sáng hồng hào. Chỉ mổ chỉ miếc là nó cũng chắc chắn là nó sẽ còn thôi, nhưng mà nó rất là ít. Tại vì mỗi năm làm thì cái người nông dân, người chủ vườn người ta sẽ biết được là cần phải rút kinh nghiệm ở chỗ nào, cần phải làm gì. Đó. Cây nó hồng hào, nó đẹp thế này,
để sang năm thì sẽ có những cái nó có tốt hơn, tiết kiệm hơn, phải thêm cái gì, bớt cái gì. Khi phun tạo mầm thì mọi người cũng phát dọn cỏ nhá. Ở đây, ôi cây nó ngoái, nó xỉ mủ, nó nặng. Đây, cây này. Cái cây này là năm ngoái. Vì sao mà nó sản lượng năm ngoái thì nó cũng thấp hơn năm trước, bởi vì cái số lượng cây xỉ mủ nó quá nhiều. Cái cây nào yếu quá thì anh Hùng anh ấy sẽ không lấy trái. Mà năm ngoái mấy chục cây đó, không phải ít đâu. Giờ đã ăn ra non lên, két ke hết. Trước đây khi mình vào thì tầm này năm ngoái thì nó 70-90% là bị xỉ mủ. Đến bây giờ thì tỷ lệ này nó rất là thấp. Mình đi từ nãy giờ mình cũng kiểm tra không thấy bị xì nữa. Đấy, cây này nó xì mổ nặng thế, còn nó suy cây luôn đấy, mọi người nhìn xem là nó khô hết rồi. Cây nào cũng bị xì. Dễ giết. Wow, cây này lực quá luôn. Còn cái cành bơi này ha, chúng ta cứ phun tạo mầm xong rồi bây giờ còn mấy cái thì lúc nào rảnh rỗi là đi tỉa, tại vì anh Hùng anh vẫn thường xuyên đi tỉa nên là cái số lượng nó cũng ít lắm. Cái mầm ngủ thứ là trên cây này nó rất là nhiều. Nên là nhiều cô chú anh chị cứ bảo phải để cành bơi này, lúc này mới được cắt, lúc kia mới được cắt. Rảnh nào cắt lúc đấy, đối với những cái cây mà đã lấy trái mấy năm rồi. Nó ra bông đầy chỗ này này, những cái vết thương, cái cành hay là những cái này từ khi mà cây nó bé tí là đã những cái cành chết đã để lại rồi. Cái này lúc bấm cũng được. Thực tế nó ví dụ như là giờ mới bấm mà để nó ra bông chỗ này, chứ ra đây được bao nhiêu rồi mà. Cây này tiếp cũng bị xì mồ, giờ lành. Nhiều cô chú anh chị có hỏi mình nhiều cái, thực sự là tại vì cái phần bình luận trên YouTube này mình nhắn tin ấy nó cũng không lúc mà nhắn tin thì mình không nói hết được cái quan điểm ra, không giải thích cụ thể được, thì mình ta phải kết bạn Zalo với nhau rồi có thể là quay cái vườn cho mình xem, rồi đất của mình như thế nào, rồi mình ở đâu. Mỗi một vùng nó lại một khác. Mình nhắc lại các bạn, ví dụ như các bạn ở Gia Lai đi. Gia Lai thì khu vực ví dụ từ An Khê, An Khiết, Krông Ba nó khác với là khu vực Chư Sê, Chư Bứ. Rồi là còn khu vực Chư Rông nó khác nữa, hay là đi vào tới cái mạn từ Chư Bả lên kìa, Ia Grai vào sát tới biên giới Campuchia nó cũng khác. Từ chất đất, từ khí hậu. Đắk Lắk nó cũng khác nhau hoàn toàn. Nên để mà nói chung chung thì chúng ta không thể nói chung chung được. Chúng ta không thể là lấy cái cách làm ở đây để áp dụng vào cái kia. Cũng có cái để áp dụng được, nhưng có cái là phải thay đổi để cho nó phù hợp. Nhiều khi còn phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nữa. Đẹp quá luôn.